Tiếp theo đây mình sẽ học lệnh multi-line leader. Thì cũng giống như lệnh with leader thì lệnh multi-line leader nó cũng tạo ra cái đường trú giữ, nhưng mà đặc biệt cái đường trú giữ này thì nó có thêm cái vòng tròn, vòng tròn hoặc là một cái hình dạng nào đó nó muốn. Thì nếu mà lệnh with leader thiết lập bởi ảnh hưởng tới bởi lệnh dim style ha, dim style, thì cái lệnh multi leader này cũng ảnh hưởng tới bởi dim style. Thì cái lệnh multi leader là chính là cái lệnh này ha. Bây giờ đầu tiên mình chưa thiết lập gì hết ha, mình bấm vô đây là chẳng hạn gì, một nè, hai nè, thấy không, thì bấm hai thôi, nó hai đã bắt đầu nhập số rồi, một hai ba bốn năm chẳng hạn vậy, bấm ra đó thì cái chữ số nó nhỏ xíu này, không chữ nhỏ xíu rồi. Thành ra mình đầu tiên là kiểm tra lại cái dim style ha, coi nó có đúng tỷ lệ phần trăm chưa. Hai show nè, set skill run nè, ok rồi, chỗ modify này ha, rồi chọn lại kiểm tra mấy thông số có đúng hết chưa. Đúng hết rồi nè ha. Thì vừa đến là fix, là ta fix đây là 10 nè, 10 thấy không, like ok. Vậy là ta fix dưới ok ha, rồi close ha. Rồi vậy đầu tiên ví dụ ta vẽ một rectangle đi để kiểm tra cái thông số của nó, 500 nè, 500,300. Thí dụ vậy, 500 hay 300 đó. Rồi, để kiểm tra leader coi. Bấm leader, multi leader ha. 1, 2, 3, 4, 5, chẳng hạn vậy. Thấy không? Thì cái số nó nhỏ xíu này, không? Nhỏ xíu. Rồi. Bắt đầu mình muốn thiết lập nó, cho nó đúng cái chính xác thì mình vô đây. Đầu tiên là vô cái tab annotation này, không? Bấm cái tên sổ xuống. Thì ở đây nó có phần gọi là multi line leader style, thấy không? Bấm vô đây ha. Bấm vô đây, nó đang ở sổ standard nè. Rồi, bấm vô manage multi line leader style, thì nó hiện ra một cái hội thoại. Hội thoại này giống như là lệnh dim style ha. Rồi cũng có style tăng đa nè, cũng tạo mới nè ha. Thì ở đây mình không tạo mới, mình cứ giữ cái mặc định của nó. Mình bấm vô modify thôi ha, bấm vô modify. Rồi. Thì ở đây nó có 3 tab. Thì đầu tiên á mình vô cái tab content nè, nó đang là chữ em test này, không em test, không thì ở phần test hay nè, mình cho nó là bên kia là 2.2 đúng không, thì đây cho 2.2 luôn. Rồi tiếp theo ở qua phần leader structure, ở đây nè nó có cái specify scale nè, thì hồi nãy ở bên kia có tab fix á, nó có là yield or overall scale up bằng 10, thì đây mình cho 10 luôn ha. Rồi bấm ok. Rồi bấm close ha. Rồi, đầu tiên thiết lập hai cái đó trước. Rồi bấm lại ha. Multi leader nè, M leader đó, 1 nè, 2 nè. Rồi, 1 2 3. Ok, được chưa, thấy không? Cái chữ số là lớn rồi nè, chữ số là ok nè. Nhưng mũi tên nó còn nhỏ quá. Rồi, chỉnh tiếp ha, xóa đi chỉnh tiếp. Để luôn tại vì nó khi mình set in nó sẽ ảnh hưởng ha. Rồi. Bấm vô annotation lại ha, chọn multi leader style, bấm vô đây, bấm vô modify. Rồi cái phần mũi tên nằm chỗ list the format nè, thì đây là size kích cỡ là đang 0.18 nè, cho nó một, bấm ok, bấm close, thấy không, thì mũi tên lớn ra đó. Nếu mình thấy nó còn nhỏ quá mình cho lớn ra nữa, thiết lập lại lớn ra nữa lại ha, modify một ha, rồi cho là hai đi, hai, ok, bấm close, đó lớn ra vậy là vừa ha. Rồi vậy là xong cái phần em test. Nhưng mà cái khác với lại lệnh with leader thì mình bấm một hai điểm thôi, thì từ cái điểm này nó cho ra cái khoảng này, thì cái khoảng này mình có thể định được, định được bằng cách này. Bấm vô tiếp tục ha, annotation nè, bấm vô đây là style này ha, modify. Rồi cái khoảng đó chính là cái khoảng landing distance này ha. Thì thí dụ đây đang 0 chấm mấy nè, 36 nè, giờ mình cho là 5 đi chẳng hạn vậy, 5 ok ha. Rồi thấy không, 5 mình thấy cái này nó dài ra nè, thấy không, rồi bấm close nè, rồi thấy không, thì tự động cái này nó dài ra ha. Rồi nếu mình muốn bấm 3 điểm chẳng hạn vậy, bấm 3 điểm, mà thực ra mình không cần bấm 3 điểm là mình thiết lập này rồi, mà mình không muốn cái đoạn này nó chết, mình muốn dài ra theo ý mình thì sao, mình bấm vô tiếp ha, annotation nè, bấm vô multi style nè, modify nè,
Thì ở đây á, nó cho mình maximum leader pawn nè là 2. Mà nhớ không, nhớ ở bên lệnh weak leader nó tính là 3 lệnh, thì mình cho đây là 3 ha. Khi cho đây là 3 thì đây giảm lại số 1 và 2 thôi, 1 thôi ha. Ok, bấm close. Rồi, tiếp tục là bấm điểm nè. Full leader ha, 1 nè, 2 nè, F8 nè là 3 nè, thấy không? Đó, rồi bấm thêm thôi, 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn vậy, thấy không? Thì cái này nè, nó chưa một đoạn này là 5 nè, còn cái đoạn này là tự cho nè, thấy không? Đó, thì cái cách này mình sẽ dùng nhiều hơn ha. Tuy nhiên đó là đối với chữ số, nhưng mà mình không muốn chữ số, mình muốn giống cái dấu tròn này thì sao? Bấm vào đây ha. Đầu tiên là annotation nè, bấm vô multi leader style nè, bấm modify. Thì bấm vô chữ content ở mục số 3 nè ha. Thì đây đang multi leader style là dạng mtest, là dạng chữ số. Bây giờ mình không thích dạng chữ số, mình chuyển qua dạng lock. Khi mình chuyển qua dạng lock á thì nó hiện một cái bảng gọi là sụp lock. Thì mặc định nó có detail callout, cái dạng này là dạng là chỉ dẫn mà chi tiết bản vẽ đó ha. Rồi mình đầu tiên mình xài cái callout trước ha. Rồi ok. Được ha. Rồi bấm close rồi. Rồi bấm LE ha. Bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm điểm thứ ba, thấy không? Rồi bắt đầu. Em test nè, thì mình bấm là số 1 thôi ha, enter. Ha. Rồi enter new line, bấm enter luôn ha. Đây thì nó vô cái phần nào coi, làm lại cái này nha. Thì cái gì cái này nó ảnh hưởng tới cái lệnh lệnh win leader đó ha. Mình vô win leader lại nè, NG setting lại cái này, cho cái này là bằng mặc định hết. And test non, bỏ cái frame đi. Rub up quit leader style và attack mình ha. Ok rồi enter ha, rồi làm lại cái này annotation ha, standard nè ha, con ao nè ha, ok ha, lâu nè, xóa này đi, làm lại ha, mua thứ là 1 nè, 2 nè, 3 nè ha, đó, bắt đầu cái dòng phía trên, ví dụ cho là chi tiết dấu 01, cái ở bản dĩ là ở bản vẽ nội thất chẳng hạn gì, nội thất chiếc cái hoa, cái đốt nội thất, ha, ok, đó, nha, thì nó ra cái dòng trên dưới, nói về là con ao, rồi tiếp theo, bấm liên tiếp ha, bấm multi leader style tiếp là modify nè. Thì thay vì mình dùng callout mình dùng là slot ha. Ok rồi bấm close nè. Rồi tiếp tục bấm ở đây 1 2 3 ha. Ví dụ bấm là a b c d e đi. Ok đó, thì cái loss là nó hình tròn này ha, nó rất là nhiều hình dạng. Tiếp tục nữa nè, hình dạng tiếp theo nữa modify ha. Hình circle, circle mình hay dùng nè. Ok close nè, muốn chúng ta đợi tay nè, 1 2 3 đánh vô số 1 chẳng hạn vậy. Ok rồi đánh tiếp nè, enter là lệnh nè, 1 2 3 đánh tiếp số 2 nè. Ok rồi tiếp tục nè, enter là lệnh nè, 1 nè, bấm F8 cho nó xuyên ha. F8 cho nó xuyên. Rồi, rồi số 3 nè. Ok. Đó, đó là vòng tròn, cái này là mình hay sử dụng và đúng vô cái hình này luôn ha. Rồi tiếp tục annotation multi line leader style modify. Tiếp tục là hình hình vuông box ha. Ok. Rồi, close ha. Bấm vô multi leader 1 2 3 ha, đặt tên là 1 2 3 4 5 chẳng hạn vậy. Ok. Đó là cái box ha. Rồi tiếp tục nữa ha. Annotation nè, multi leader style nè. Ha. Modify nè. Ha, chọn là hexagon, ha, lục giác nè. Ok ha. Flow ha. Tiếp tục ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi đấm 1 1 2 12 nè. Ok. Đó. Những cái này mình hơi chỉnh giống như test nha, lít đôi vô chỉnh nè, ha, lít đôi chỉnh nè, 12, ok, ha, giống như lệnh test vậy đó. Rồi tiếp tục, annotation nè, multi leader style nè, modify nè,
Cuối cùng là triangle cái tam giác ha, triangle là tam giác. Ok rồi, sẵn á, tam giác mình đổi màu luôn nè, thay vì color by block nè mình đổi màu là yellow chẳng hạn gì ha. Ok close đó, có thể đổi màu thoải mái rồi. LE ha, LE thì đổi màu nó ảnh hưởng hết thấy không. Rồi test width 57 gì đó để phải là một thôi ha. Rồi em test 12 ha. Ok đó. Đó, làm lộ rồi, làm lại ha. Annotation test tam giác đây, close, ok. L lộn LE bấm vào đây chứ, lộn lộn lệnh hoài à. Bấm vào đây ha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, anh tam giác nè, 12. Ok, đó. Rồi, tiếp tục L multi line size nè, modify nè. À, thì cũng giống như cái bên cái lệnh là window á, thì mình cũng có first segment angle này không, first segment angle mình chọn nè 45 ha, rồi second segment angle thì chọn là không, cho nằm ngang thôi. À, ok rồi, chọn cái hình dạng lại là hình dạng test đi ha, content nè, hình dạng tròn ha, slot tròn. Ok rồi, bấm close ha. Rồi LE ha, quên multi là sao, bấm một nè, bấm F8 nè, 2 nè, ha, 3 nè, ha, đó, rồi đóng vô thì 12. Ok, thấy không? À, cái đoạn ngắn này nè, mình có kéo này không? Bấm vô cái nút mũi tên nè, nắm kéo dài ra nè. Đó, nắm kéo dài ngắn vô, rồi nhờ cái đoạn landing đó. À. Rồi tiếp theo ha. À, và cái đường này 45 này nha, đường 45 nè, giờ 45 ngược lên thì sao, 45 ngược lên cũng vậy ha, 45 nè, chọn nè. Không, tự động nó 45 giống như bên lệnh width order á ha. 45 này không, tự động nó cho 45 này thôi. Rồi, 34 nè. Ok. Thấy không? Tự động nó xuyên 45 độ nha. Rồi tiếp tục bấm vô annotation multiline style ha, bấm vô modify ha. Rồi ở phần này mình xong nè. Rồi mình tiếp theo cái phần leader structure thì cũng xong rồi nè. À, rồi tiếp theo nữa là mình vô là cái phần annotation thì ở cái phần video trước mình có giải thích annotation ha, thì cái annotation của cái lệnh multi data style này cũng tương tự giống như cái annotation của dimension ha. Rồi tiếp theo ha. Rồi cũng như cái lệnh width thì đây size này là nó có là SPLine này thấy không? Ok là đường cong á. Ok. Rồi bấm close nè. Thử ha, thấy không? Thì nó biến thành đường cong hết, thấy không? À, undo ha, cộng chân Z lại. À, biến thành đường cong hết. Rồi tiếp tục multi-data style nè, modify nè, size cái này màu sắc của cái đường kích thước á, thì thí dụ cho đỏ đi, đỏ này. Rồi thay vì symbol là blue fill thì chọn là dot, chọn dot. Còn cái break size nè thì mình không có đo cái dạng dấu ngắt, hay là mình ít khi nào sử dụng cái này. Nha, mình sử dụng ha, nhớ dot nè, màu đỏ này nha. Ok, bấm close. Thấy không? Thì biến hết màu đỏ là dấu dot ha. Rồi, đó là các tùy chọn của multi leader style. Rồi bây giờ ta tiếp theo, ta bấm vô cái mũi tên chỗ đây thì ở đây nó có là add leader nè, add leader. Rồi cái cách sử dụng này add leader sao? Bấm vô add leader ha. Rồi ví dụ mình chọn cái này đi, chọn leader này đi. Đó, thì mình sẽ được một cái điểm chỉ dẫn tiếp. Ví dụ mình có một cái hình cái bên đấy, mình sẽ vô được cái hình cái bên tiếp ha, bấm F8 đi. F8 đi ha, F8 này không có tác dụng, F8 không có tác dụng, nó đi thẳng thôi à. Rồi à, ví dụ vậy chỉ vô đây nè chẳng hạn vậy đó, thấy không, là mình chỉ được 2 điểm. Rồi enter đó. À, giờ mình xóa bớt cái này để cho nó gọn lại, xóa bớt cái này đi à. Xóa bớt cái này, xóa bớt nha, bỏ cho lại rồi làm lại nha. À, bấm vô nè. À, Add Leader nó có nghĩa là cộng thêm cái đường dẫn nữa, thì chọn một cái đường dẫn nào có sẵn, chọn xong sau khi mình di chuyển con chỏ chuột mình di chuyển xuống đây. À, thì lúc di chuyển lần thứ nhì á, thì mình bấm vô đây ha, Enter thì nó tự động nó tạo ra một cái đường leader mới song song vô đây cái này. Nhiều khi mình muốn chỉ dưới đây nè, chỉ thêm một điểm gì dưới đây chẳng hạn vậy đó, chẳng hạn vậy. À, rồi tiếp theo là Remove Leader. À, Remove nè, chọn Remove nè ha, chọn Remove cái này. À, ví dụ Remove cái này đi. À, rồi bấm remove ha. Specify leader remove. À, remove là remove cái thêm ha.
enter đó, remove leader luôn. Rồi làm lại nè, thu lại ha. Ví dụ mình có hai cái, mình bấm vô mỗi leader ha. Đầu tiên là mình chọn cái leader mình muốn remove, sau đó nó kêu là mình chọn hai cái leader nè, chọn cái nào remove. Thì mình chọn cái này ha, rồi bấm enter đó thì remove ra một cái. Rồi muốn add lại nè, add leader nè, cũng chọn cái này ha. À, rồi bấm điểm thứ hai, bấm điểm thứ ba, à, chỉ dấu này, rồi enter, đó, thấy không? Add leader, thậm chí bấm thêm nữa cũng được, add leader nữa nè, chọn tiếp ha, này ha, chọn tiếp nè, bấm ra một điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè, không? Điểm thứ ba, enter, đó, à, bao nhiêu cũng được á. Rồi công cụ tiếp theo là align leader, ha, align nè, align nè, bấm vào align ha, đây mình thấy mấy cái leader này không, nó thụt ra, thụt vô, lượm ra nè, thì mình chọn hết nè. Chọn hết nè ha, chọn xong bấm enter, thấy không? Bấm enter xong cái là nó có cái phần align to cái nào là mình chọn cái nào làm chuẩn á, dù mình chọn cái này làm chuẩn đi. À, đó thì tất cả những cái là align nó sẽ giống theo cái chuẩn đó hết, thấy không? Thì nó bằng nhau hết nè. À, rồi u lại ha. Rồi làm lại nè. Bấm vô ha. Bấm cái tên vô, chọn là align ha. Rồi chọn hết đống này nè. Hết đống này ha, chọn enter. Đó, enter xong mình muốn chọn cái nào làm chuẩn, ví dụ mình lấy cái số 2 chỗ này làm chuẩn đi ha. Rồi chọn cái này. Thấy không? Thì lập tức những cái leader còn lại nó sẽ giống bằng số 2 này hết ha. Đó, thấy không? Thì bằng hết. À, bên cơ khí thì rất là thích cái này ha. À, bên cơ khí rất là thích này, dễ bằng nhau hết. Rồi. Rồi, tiếp theo là lệnh collect. Lệnh collect này nó sẽ gom các leader lại với nhau à, thành một cái thôi ha. Thí dụ đây mình có hai leader này, mình muốn gom lại thành một cái, mình chọn hết hai cái này, à, bấm enter. Đó, thì bắt đầu mình đặt vị trí chỗ nào, thí dụ đặt vị trí chỗ này luôn đi ha. Endpoint nè, thấy không? Thì nó collect lại hai cái vòng tròn này vô một, à, vô một vị trí thôi, u lại ha. Đó. Làm lại này ha. Collect nè, thí dụ collect mình đây chọn cái này là làm chuẩn đi ha, chọn cái này làm chuẩn. Chọn xong rồi chọn tiếp cái này, ha. Đó, enter. Đó, thì bắt đầu nó lấy theo cái thứ nhì này nè, lấy theo cái thứ nhì nè, à, nó collect lại với nhau. À, thì đây mình ví dụ di chuyển lên trên đây để cho thẳng đi ha, di chuyển nè, di chuyển cho chuột là thấy thẳng thôi nè, bấm là cái đấy, thấy không? Thì nó mất cái đầu tiên mình chọn đi, nó tính cái số 2. Rồi tương tự vậy, nếu mình bấm collect nè, à, ví dụ mình chọn ba cái luôn, ba cái enter, à, 2312 nè, đó, thì nó ra 2312 này, thấy không? Đó, thì một là mình đẩy ra ngoài, hai là mình nhắm cho thẳng lại ha, nhắm cho thẳng lại đi. Đây nhắm cho thẳng lại, đẩy lên trụ lên trên này, đẩy trụ lên trên ha. Đó thì nó collect lại ha, ba cái này ha, rồi đẩy lại nè. Đó thì nó gom lại những cái này để nhau ha, thu lại đi. Rồi collect lại nè ha, bấm collect nè, ví dụ chọn cái này ha, chọn cái này, à, rồi chọn cái này, rồi chọn cái này ha, enter. Đó thì nó cái cuối cùng nó sẽ đi theo cái cùng ha, cái collect nó sẽ đi theo cái cùng. Rồi mình di chuyển chuột lên trên nè, à, mình nhắm ngang ngang nè ha, nhắm ngang ngang nè. Đó, bấm cái, bấm trái, đó là xong, thấy không? Collect lại ba cái vòng tròn thành một điểm thôi ha. Rồi, vậy là chúng ta xong lệnh multi leader ha. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.